Sumitaco Việt Nam với nền tảng Nhật Bản triển khai đồng bộ nhân viên mới. Từ logo công ty đến các bao bì sản phẩm được thiết kế mới nổi bật, tinh tế hơn theo phong cách Nhật Bản. Với họa tiết cách điều hình núi Phú Sĩ là dấu hiệu nhận biết sản phẩm chính hiệu của Sumitaco, giúp bà con nông dân an tâm chất lượng sản phẩm. Vista 72.5 VKB với nhận diện mới của Sumitaco là một giải pháp đặc trị bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông trên cây lúa. Vista bảo vệ lá xanh ruộng nhà chắc hạt, bí kíp tập tôi đặc trị đạo ôn và vi khuẩn.